Đón tất cả quý hành khách chuẩn bị lên chuyến bay của chúng tôi. Chuyến bay mang tên Hành Lý Tình Yêu sẽ cất cánh hàng tuần vào lúc 20:30 thứ hai trên kênh VTV3. Chuyến bay do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Và thưa quý vị, nếu như quý vị đã từng theo dõi những chuyến bay của chúng tôi thì quý vị thấy rằng đây là chuyến bay cực kỳ thú vị. Ở đó có những con người đặc biệt đến đây đi tìm hạnh phúc cho mình, và bên cạnh đó chúng tôi sẽ có một ban cố vấn sẽ giúp cho họ giải bày những cái nỗi khúc mắc của mình. Hãy cùng chào đón ban cố vấn với những con người hết sức là thú vị. Xin được chào đón ban cố vấn gồm 3 thành viên: đạo diễn Lê Hoàng, siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên Lâm Thủy Dạ. Có rất là nhiều người sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân thật sự thì họ lại thấy rằng cái tình yêu nó không còn nồng nàn như ban đầu mà họ đã từng có với nhau. Và đã từng có những người họ có những cái suy nghĩ nó hơi nghiệt ngã, họ nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Không biết rằng ở đây đều là những người đã có gia đình thì nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Điều đó là điều rất là tiêu cực. Em không đồng tình với cái câu đó. Hôn nhân là một cái điều kiện để cho tình yêu sâu hơn, dày hơn, đậm đà hơn. Và nó sẽ đồng hành với nhau về mọi mặt, chứ không phải là chỉ là những cái lời hoa mỹ hoặc là chỉ là những cái buổi hẹn hò nữa. Em thấy người ta hay nói vui là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về nhanh nhở lắm em ơi. Là nói vui thôi. Đó, nhưng mà khi mà em lập gia đình rồi, sau 11 năm chung sống với nhau thì thật sự như chị Lan nói, nó có khá là nhiều giai đoạn. Và cái tình yêu nó có hay không, nó còn hay mất là do bản thân chúng ta quyết định hết. Tôi cưới vợ năm nay đến phút này là 36 năm. Tôi không thấy nó thay đổi gì cả. Bí quyết là phải chọn được đúng người. Dạ, không phải ai cũng có được một cái cuộc hôn nhân như Lê Hoàng. Và như anh Hoàng nói rằng cái quan trọng là chúng ta phải tìm được đúng người. Trong Hành Lý Tình Yêu của chúng tôi tạo cơ hội cho các bạn để các bạn tìm cho mình được một nửa của mình. Còn cái việc đi đến đâu là do các bạn tự quyền định đoạt. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật nữ chính. Chào anh, em là Evergreen Nguyễn, cả tên đại diện cho sức sống, may mắn và những điều tươi đẹp. Hiện nay em 34 tuổi, là CEO của công ty chuyên thiết kế và xây dựng. Trở về Việt Nam sau hơn 4 năm gắn bó với Pháp, trải nghiệm thật nhiều và em đã quyết định chọn kiến trúc làm con đường đi của mình. Đã bao giờ anh tự hỏi một cô gái trong ngành xây dựng liệu có cứng rắn quá không? Không đâu nha, em lãng mạn khi yêu và thực tế khi cần. Điểm mạnh của em là sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực và một trái tim ấm áp. Sống và yêu với em là một hành trình trải nghiệm chứ không phải đích đến. Đến với Hành Lý Tình Yêu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình trải nghiệm thú vị và đáng nhớ anh nha. Hẹn gặp anh. Đó là cô gái của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô ấy nha. Xin mời. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, vào đây với anh nào. Trời ơi, lo quá sợ em đi luôn thôi. Chứ sợ em bỏ đi luôn. May quá, anh đã kéo em lại kịp nha. Đây là hành lý của em phải không? Dạ vâng. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới ba vị cố vấn cùng với anh Đại Nghĩa và tất cả các khán giả đã xem truyền hình. Chào em. Em là Evelyn Nguyễn. Dạ. Em có thể nói rõ hơn về cái tên này của mình được không? Thực ra cái tên này thì đã theo em hơn 20 năm nay rồi. Đó là từ cô giáo của em đặt cho em. Nghĩa là lúc nào cũng vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Nó thực sự là cuộc sống của em trong suốt những năm qua. Và công việc hiện nay của em là làm về xây dựng à? Hiện nay thì em đang làm về thiết kế kiến trúc và xây dựng. Và như nãy em có chia sẻ trong đoạn clip á, thì một người phụ nữ mà làm cái công việc này thì không biết rằng các chàng trai có cảm giác e ngại hay không? Có ạ, có rất nhiều. Và những cái người đàn ông mà xung quanh mình khi mà tiếp xúc với mình thì sẽ thấy là ủa lạ vậy, rất là hiếm con gái mà làm xây dựng rồi lại còn làm chủ một doanh nghiệp về xây dựng nữa. Em nghĩ là cũng là một cái điểm hạn chế trên cái con đường mà chinh phục tình yêu của em. Nhưng mà thực chất bên trong em rất là yếu đuối và luôn luôn cần một bờ vai để em có thể dựa vào. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm cất hành lý này của em vào trong. Đấy. Để xem coi anh chàng đầu tiên đến với chuyến bay của chúng ta hôm nay là ai. Mời em nhìn lên màn hình.
Anh tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987 tại Hà Nam. Với độ tuổi 34, đủ chín chắn từ suy nghĩ đến kinh tế. Có thể lo cho hạnh phúc gia đình, mang lại tiếng cười cho người mình yêu. Anh đến với chương trình Hành Lý Tình Yêu, mong muốn tìm thấy một nửa đời mình. Hy vọng em chính là cái mảnh ghép mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Đó là chàng trai đầu tiên, Tiến Đạt. Mình sẽ gặp được anh ấy. Xin mời! Chào em. Chào MC Đại Nghĩa. Xin chào em và xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ban cố vấn ạ. Đến với chương trình thì em có một món quà với bạn cùng chơi với em ngày hôm nay. Đây. Volume Tumble. Và một chiếc kéo cắt tóc rất là dễ thương. Thực ra thì cái kéo anh mang đến với chương trình ý nghĩa là muốn cắt đi những cái gì mà trong quá khứ không được tốt đẹp để hướng tới một cái tương lai rất là hạnh phúc của hai đứa. Thực sự là nó quá là dễ thương ấy, chưa bao giờ em thấy một cái kéo nào mà nó dễ thương như thế này anh ạ. Kéo là màu tím phải không? Màu tím là màu của Thủy Chung đấy ạ. Cái tóc màu của em hôm nay mang đến chương trình cũng là tóc tím đấy ạ. Giống như là màu áo của chị Xuân Lan ạ. Khéo quá luôn. Thường mọi người hay nói là khéo thì nó không thật lòng, nhưng thực ra những cái gì em nói đó là thật lòng. Không thật trong lòng em ạ. Vâng. Cảm ơn em nha. Và bây giờ thì anh nghĩ rằng là em đang muốn khám phá bí mật bên trong chiếc hành lý này đúng không nào? Em cất kéo đã. Rồi, cất kéo đi. Em sẽ mở bí mật ở bên trong hành lý đây nhé. Anh là người kỹ tính. Ý của em muốn nhắn ở đây là người rất là chu toàn về công việc trong gia đình. Ví dụ như là mình muốn để cái gì nó cũng ngăn nắp cẩn thận, để lần sau khi mà mình lấy cái đồ đấy thì mình biết là ở chỗ đấy mình không phải đi tìm hỏi. Ví dụ như vợ ơi, cái kéo mình vừa để ở đâu nhỉ? Thì mình sẽ không phải hỏi nữa. Tại vì hai vợ chồng cùng hòa thuận như vậy rồi thì là công việc ở trong nhà sẽ là nhanh hơn rất là nhiều ạ. Những người kỹ tính á, thì họ sẽ hơi bị tiểu tiết một chút xíu, sẽ hơi bị soi mói một chút xíu và hay bị một cái tính là hay bắt lỗi nữa. Dạt đó đúng. Nha. Đó. Nói chung là sống với những người kỹ tính ấy thì không cẩn thận là hơi căng thẳng á. Dạ đúng. Em nghĩ thế nào em? Em thì em nghĩ là em rất là căng thẳng. Nếu mà anh là một người kỹ tính thì cái người con gái bên cạnh anh là người không kỹ tính thì sẽ ra sao? Khi mà về ở cùng nhau thì chúng ta sẽ phải dung hòa tính cách của hai bên. Có thể là em sẽ bớt kỹ tính hơn và bạn ấy sẽ cũng kỹ tính gần giống với em hơn để làm sao cho cuộc sống gia đình nó hài hòa và hạnh phúc ạ. Cảm ơn em nha. Và đó là cái điều bí mật đầu tiên mà em chia sẻ với mọi người. Bây giờ tạm đóng hành lý của mình lại và vào vị trí của mình. Vẫn sẽ còn rất là nhiều điều liên quan tới anh chàng này. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ở những kiện hành lý sau ha. Cảm ơn em. Xin mời em. Mới có anh chàng đầu tiên thôi là mình đã phải bắt đầu có nhiều điều để mình suy nghĩ rồi, phải không ạ? Dạ vâng. Để xem coi anh chàng thứ hai sẽ là người như thế nào. Xin mời. Em nhìn đi, đây có phải là cái bếp ăn của gia đình hay không? Công việc của anh đã rất là bận rộn bên ngoài rồi, anh về nhà còn phải phụ em dọn dẹp nhà cửa, làm mọi thứ như vậy nữa hả? Anh đã nói với em rồi, mọi thứ để anh lo, em chỉ cần chăm sóc cái gia đình này thôi. Như thế nào đây? Còn đây nữa. Đây nữa. Em nhìn đi. Đây là cái gì? Anh chịu hết nổi rồi. Em đi về nhà mẹ em đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chào em. Anh là Cao Nhân Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là một MC và là diễn viên. Vừa rồi chỉ là một diễn cảnh anh nghĩ ra mà thôi. Điều anh muốn chia sẻ đó chính là dù có tức giận đến mấy, anh cũng không bao giờ bỏ em. Tức lắm á, thì anh chỉ cho em về nhà mẹ của em thôi. Bởi vì về lại gia đình cũng an toàn hơn, đúng không nè? Để cho chúng ta có một khoảng thời gian suy nghĩ lại. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại và nói chuyện để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Hãy nhớ tới anh nha, Cao Nhân Trí. Anh chàng đầu tiên thôi là đã hơi đắn đo suy nghĩ hơi mệt mệt rồi. Ông này vừa mở màn ra là thấy ông la hét, ông quát vợ. Nhưng không sao, anh là diễn viên. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ anh ấy nha. Xin mời. Xin mời.
Wow. Chào em. Có quà nữa em ơi, có quà nữa. Có quà là em phải sáng đến ngay anh ạ. Chào em. Chào anh. À, anh tặng em một bịch kẹo bạc hà. Một bịch kẹo bạc hà. Cảm ơn anh rất nhiều. Cho mình hỏi một chút là sao mà tự nhiên ra gặp bạn nữ cái bạn tặng kẹo bạc hà vậy? Kẹo này coi như là kẹo thần bí của em á. Dùng xong sẽ biết cái tác dụng của nó là gì liền hả? Kẹo thần kỳ ạ. Cho em một viên ạ. Cho em một viên ạ. Dạ, à, xin lỗi chị Dạ, là cái kẹo này chỉ dành cho những người đang độc thân thôi ạ. Anh được nha, anh được. Chị mời luôn anh bên kia đi ạ. Dạ, nhưng mà chỉ dành cho phái nữ thôi ạ. Trời, em hỏi đi anh Nghĩa ơi. Anh mời em ăn kẹo ha. Cảm ơn anh rất nhiều. Em ơi, bây giờ người ta hay bỏ thuốc mê vô kẹo này nọ lắm đó. Sau khi em ăn kẹo của anh tặng xong, em cảm nhận nó thấy như thế nào trong cuống họng của mình? Trong cuống họng. Nó chưa vào. Nhưng mà em cũng cảm thấy nó mát mát rồi đúng không? Dạ. Rồi, anh hy vọng cái mát mát đó em sẽ thổi mát tâm hồn cho anh luôn nha. Trời ơi. Dễ thương. Hồi nãy á, đầu cái clip thì em làm cho mọi người hơi giật mình. Em có một chút nào giống với nhân vật đó hay không? Có chứ anh. Em rất là ngăn nắp, rất là khó trong cái việc ăn ở á. Ăn ở á. Đó. Tức là em yên tâm đi, tức là khi mà em về với anh đó thì thí dụ như em bừa bộn tùm lum đó, cái anh sẽ dọn dẹp. Nhưng mà anh vừa làm anh vừa chửi vậy đó. Thí dụ như em bừa bộn tùm lum đó, cái anh sẽ dọn dẹp. Nhưng mà anh vừa làm anh vừa chửi vậy đó. Không sao đâu, không sao đâu. Anh ơi, cái đó nó quá thường anh ơi. Hồn nhiên mà. Đừng làm. Không làm. Hoặc là bây giờ thà cứ nói em, tại sao em không dọn, em dọn đi cho anh. Đúng không? Như vậy dễ chịu hơn. Không. Em tưởng tượng đi. Tại sao vậy? Em đối xử với tôi như vậy à? Là tôi mệt mỏi rồi. Mà bây giờ về nhà, tôi mới làm cho em thế này. Em làm vợ, em làm cái gì? Anh không biết cái điều mà em chia sẻ nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Bởi vì cái tính bạn này hơi vui. Dạ, là 100% luôn. 100%. Tức là em nói rõ cho mọi người cùng với bạn nữ chính hiểu là như thế này nè. Là tại vì em khó tính, cho nên là đôi lúc là người trong gia đình của em á, hay là bạn gái gì đó có làm công việc đó, nhưng mà em khó quá em cũng không có ưng. Đó, em phải làm lại. Vậy em mới bực. Thì em bực là bắt đầu em la. Nhưng quan trọng ở đây em muốn nhấn mạnh một lần nữa là em la chứ em vẫn làm. Đó. Nhưng mà em anh làm. Lại la. Cái đó là cái điều đáng sợ đây. La sợ hơn là mà anh. Em cũng có thể làm được mà. Anh đang giả dụ ở đây là cái người đó là rất là lười biếng. Còn nếu như em mà làm nữa thì điều đó quá tuyệt vời với anh rồi. Vậy từ đó đến giờ em đã từng sống riêng với người yêu của em chưa? Nói chung cũng có chút chút. À, cũng có chút chút. Vậy thì đã từng bao giờ xảy ra những câu chuyện giống như trong cái clip vừa rồi chưa? Dạ, cũng có anh. Em khó tính mà. Chuyện đó là vừa về là bị liền đó. Em khó đến mức độ mà trong cái nhà tắm, cái khăn tắm á, mà tắm xong á, mà không có dắt nó thẳng nha, nó méo méo là em cũng bực rồi đó. Nó méo méo là em cũng bực rồi đó. Đó. Trời ơi, về một đội đi. Đôi lúc á là cha mẹ sinh mình ra nhưng mà trời cho mình một cái tính nó khó ăn khó ở như vậy đó. Chứ thật ra em cũng đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà bây giờ nó đã hình thành lên như vậy rồi, cho nên em biết là những người sống chung với mình đôi lúc họ cũng khổ lắm. Không sao cả. Nhưng biết đâu ngoài cái điều này ra anh ấy có những điều khác nó thú vị, nó đáng yêu thì sao? Bây giờ mình xem coi bí mật là gì. Mời em. Anh đang tập ở giờ. Tại sao anh lại tập ở giờ? Cái này có nha, em cũng vậy luôn á. Em có một thời điểm em tập ở dơ luôn á, để cho bớt khó chịu lại đó, để dung hòa với mọi người đó là có. À dạ, chị Dạ nói chính xác 100% rồi đó. Tại vì anh biết cái tính của mình rất là khó tính trong cái việc ăn ở sạch sẽ như vậy. Mình thử mình thay đổi coi nó như thế nào. Nhưng mà anh chỉ thay đổi chút chút nha. Chỉ thay đổi chút chút nha. Bởi vì anh vẫn cổ xí cho cái việc ăn ở sạch sẽ. Nói tóm lại là anh chỉ muốn nói với em là quan trọng là mình biết dung hòa cái khuyết điểm của mình với những người xung quanh, để cho cái cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn thôi. Cái điều anh mong muốn là như vậy. Đúng rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ tạm đóng hành lý của mình lại và về vị trí của em nào. Thú vị đây, thú vị đây. Chào cái nữa thấy không? Yeah. Đó, đập tay nhau đúng rồi. Hai ông này tìm được điểm chung với nhau. Bạn chí cốt, bạn tâm giao là đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi anh chàng số 3 như thế nào nha. Xin mời.
Chào em, anh là Nguyễn Bảo Long, hiện anh đang là một người mẫu và diễn viên tại Hà Nội. Anh là một người bận rộn nên anh cũng muốn tìm một người bận rộn để hai đứa có thể cùng nhau chia sẻ những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Anh nghĩ là nếu em cho anh một cơ hội thì anh tin là chắc chắn em sẽ không phải hối hận vì quyết định đó của mình. Xin lỗi nhé vì đã không thể đến gặp em được sớm hơn. Hà Nội vào đông rồi em ạ, tay lạnh quá, em có thể nắm tay em được không? Wow, xoay cả. Bây giờ mình gặp anh ấy được chưa nào? Dạ. Chúng ta sẽ gặp gỡ với chàng trai số 3. Anh có thể tặng em bó hoa này không? Với anh thì hoa đơn ngoài cái bia đại diện cho sự chung thủy thì với anh nó là một sự kiên định của cô gái chờ chàng trai và những người yêu nhau thì sẽ trở về với nhau. Anh muốn gửi đến lời chúc lời đến cho em. Tuyệt vời. Cảm ơn anh. Công việc của Long hiện nay là người mẫu và diễn viên ạ. Và diễn viên. Vâng. Thì một tuần có lẽ là gần như là cả 7 ngày đều phải dành cho công việc hết đúng không? Dạ, em thực ra em là một cái bận rộn, em làm khá nhiều công việc nhưng mà em luôn luôn dành thời gian cho những người thân yêu của mình. Bao người có gia đình, có mẹ em hay là người yêu thì em luôn luôn dành những khoảng thời gian riêng tư. Em ơi, em tuyệt vời. Vậy thì tại sao đến giờ em vẫn chưa có người yêu vậy? Em nghĩ là cái do là cái duyên số thôi ạ. Tại vì em là một người không may mắn lắm trong chuyện tình yêu. Bây giờ cho chị hỏi một câu nha. Dạ. Em có phải là người kỹ tính không? Thật ra là em là một người em nghĩ là bình thường, cũng không phải là dễ tính nhưng cũng không phải là kỹ tính lắm á. Một ngày tắm mấy lần? À không, một ngày em cũng tắm một lần thôi, em không tắm hai lần đâu. Anh tắm mấy lần ạ? Ba lần. Thông cảm, tại vì anh ở trong Sài Gòn, mình ngoài miền Bắc mà mùa đông mà. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem bí mật đầu tiên mà bạn ấy mang đến là gì nha. Anh mời Long nào. Anh muốn em thấu hiểu những câu chuyện anh kể. Cái này thì có gì mà phức tạp. Điều này là thế nào Long? Dạ, tại vì là khi mà em có cảm tình và muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn với một người con gái thì em luôn luôn kể cho cô ấy nghe tất cả những câu chuyện của em. Được cái là em cũng là người khá là lắng nghe. À vậy hả? Anh cũng chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe anh kể những câu chuyện không đầu không cuối. Có thể là nhiều người đã kể rồi nhưng với anh nó là những câu chuyện ý nghĩa. Cả hai người đều rất là bận rộn nè. Cái thời gian để gọi là ở bên nhau hoặc là chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, anh nghĩ còn không đủ. Thì thời gian đâu mà bây giờ mình có thể mình ngồi mình kể hết tất cả những câu chuyện của mình và người kia phải ngồi lắng nghe và thấu hiểu em. Thật ra nếu mà thời gian trước đây em là một người khá là bận rộn, em làm 4 đến 5 công việc cùng một lúc. Tức là ban ngày khi em ra khỏi nhà là lúc 7 giờ sáng và em kết thúc công việc lúc 1 giờ đêm. Mình cần phải có một cái kinh tế ổn định thì mình mới có thể lo người cho người phụ nữ của mình. Lúc đó em nghĩ như vậy. Nhưng thật ra sau đấy em đã xảy ra một cái biến cố trong cuộc đời. Đấy là ngày bố em mất. Chưa bao giờ em cảm thấy trải qua một cảm giác bất lực như vậy cả. Thì lúc đó em cảm thấy là tại sao em cứ phải chạy theo đồng tiền để rồi đồng tiền lại lấy đi cái quý giá nhất của em, đấy là thời gian bên những người thân yêu của em. Và sau đấy em quyết định là mình phải sống khác, có nhiều thời gian dành cho người thân yêu hơn. Bạn là một người rất là nhiều năng lượng để kể về những câu chuyện của mình và đây là câu chuyện đầu tiên. Bạn chia sẻ những câu chuyện của mình rất là nhiều và rất là nhiều cảm xúc ở trong đó. Tuy nhiên là ngoài cái chuyện mà mình kể cho người ta nghe thì mình cũng nên nghe người ta kể với. Đúng nha. Rồi ạ. Em, vấn đề là bạn này là người thích được nghe. Đúng không em? Vâng, em rất là thích lắng nghe mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta đã khám phá bí mật đầu tiên của anh ấy và em thấy rằng đây là một cái điều mà em có thể em đồng cảm được. Một người thích kể và một người thích lắng nghe quá hợp nhau rồi còn gì nữa phải không ạ? Mời em đóng hành lý lại và về vị trí của mình nha. Và đó là hành lý đầu tiên thưa quý vị. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Trên chuyến bay này, chúng ta sẽ khám phá tiếp hành lý cỡ trung của các bạn ấy để xem coi bên trong chứa bí mật gì.
Cảm ơn các em gái. Đây là hành lý cỡ trung của ba chàng trai bên kia đó em. Mình không biết cái nào của ai hết trơn á, đúng không? Tò mò quá anh. Đó, giờ muốn mở cái nào trước nè? Em muốn mở chiếc vali số 3 trước. Số 3 bên kia. Anh không bao giờ làm trò lãng mạn. Sao lại gọi lãng mạn là trò nhỉ? Thì bạn này không thích lãng mạn thế thôi. Làm tiếp theo trò. Em muốn mở cái vali nào? Em mở vali thứ hai. Đây, nhờ em. Anh không thích cuộc sống bon chen. Còn cái vali cuối cùng, mời em. Anh bị thu hút bởi phụ nữ giỏi việc nhà. Đó là bí mật nằm trong ba chiếc hành lý này. Cảm ơn các em, mời các em vào trong. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng cái bí mật một nha. Đầu tiên là cái này. Anh không bao giờ làm trò lãng mạn. Em nghĩ sao em? Đúng như chị Vĩ Dạ nói á, nghe trò lãng mạn là nghe hơi buồn rồi. Em rất thích sự lãng mạn. Em rất thích được nắm tay người yêu của mình hoặc người chồng của mình, đi mọi nơi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đưa con đi chơi. Tất cả những cái cảnh đấy là những cái cảnh mà em luôn luôn mong muốn là sau này mình sẽ có một cái cuộc sống như thế. Thật ra đối với em á, lãng mạn không nhất thiết phải là có hoa, có nến, có âm nhạc du dương. Mà chỉ cần đi làm về tự nhiên thấy Hứa Vinh Đạt rót cho mình một ly nước, nó cũng là lãng mạn. Trong mắt người phụ nữ nha, người đàn ông của mình mà làm hết tất cả việc nhà, nó là một sự lãng mạn cực kỳ. Nhưng đừng bao giờ chửi là được. Còn với chị là chị nhìn cái câu này á, nó sẽ có nhiều cái cách để mình nghĩ. Trước đây anh không bao giờ làm trò lãng mạn, nhưng từ khi gặp em, anh sẽ cố gắng học điều đó. Cũng là một cái câu em có thể suy diễn. Với chị cái bí mật này nó không có đáng để mình căng thẳng quá. Anh thấy cái câu này thì nó rất dở. Bởi vì đâu phải là người ta cứ hay lãng mạn là cầm bó hoa chạy dưới ánh trăng hay là nắm tay nhau chạy trên bờ biển, cái kiểu mấy cái phim cũ rích ấy. Cái người này đầu tiên là về cái tâm hồn đó, nó hơi bị khô khan. Ở với ông này thì chán lắm. Dạ. Hoặc là anh ấy đang nghĩ cái hướng lãng mạn theo như cái kiểu hình ảnh trong các bộ phim đó. Chứ còn với những cái câu chuyện mà diễn ra trong cuộc sống đời thường như kiểu của Lâm Vĩ Dạ nghĩ á, thì có thể anh ấy sẽ làm được chuyện đó nha. Anh không thích cuộc sống bon chen. Em nghĩ sao về người đàn ông này? Em cũng không thích cuộc sống quá bon chen. Đối với em thì em luôn mong muốn là có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên thôi. Kiểu mình phải cân bằng ấy. Ví dụ như kiểu là trong tuần mình làm việc và cuối tuần mình không bon chen nữa. Mình dành thời gian cho gia đình, cho mọi người. Quan trọng là biết đủ. Đúng là biết đủ á. À, làm vừa đủ và dành thời gian để yên bình. Nếu như vậy thì cái anh chàng này là cái anh chàng mà phù hợp với em đó. Và cuối cùng, anh bị thu hút bởi người phụ nữ giỏi việc nhà. Em có phải là người phụ nữ giỏi việc nhà không? Nếu mà làm thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà để nói là giỏi thì hơi khó. Tại vì là em thực ra là thời gian chủ yếu em dành cho công việc. Và hầu như là thời gian làm việc nhà thì... Tất nhiên là một người phụ nữ giỏi việc nhà thì hoàn toàn không xấu. Thậm chí là rất đẹp. Nhưng mà tôi không hề thú vị gì khi thấy một cái người phụ nữ mình yêu mà làm cái điều đó. Tôi thấy rằng là nếu như là một người đàn ông chân chính ấy, thấy một người phụ nữ của mình ấy, đang đọc sách này, đang xem phim này, đang đi chơi này, đang đánh đàn này, mới thấy lắm hấp dẫn mới đúng. Chứ đang lau nhà mà thấy thú vị thì thôi. Tôi nói thật ấy, tôi cho rằng cái bếp ấy là kẻ thù của phụ nữ, chứ chả phải là cái gì yêu yêu đương. Nó thật lòng là như thế. Em hãy xem là một lần nữa với những cái bí mật này, cái nào là cái điều mà em cảm thấy em không chấp nhận được, em sẽ đóng nó lại nha. Trong ba vali này thì em sẽ... Em xin lỗi anh này nhá. Một người phụ nữ như em ấy thì không thể là giỏi việc nhà. Nên là em tin là một người như anh ấy sẽ thích hợp với những cô gái mà nhẹ nhàng, dịu dàng. Có những người phụ nữ đam mê nấu ăn, học nấu ăn, cắm hoa, là nữ công gia chánh, làm việc nhà tỉ mỉ rồi trang trí nhà cửa, thì những cái người phụ nữ đó sẽ rất hợp với cái vali được đóng lại. Đúng là có những người phụ nữ họ sẵn sàng là cảm thấy việc nhà là sướng thôi. Với điều kiện là cái người chồng có thể mang lại cái niềm kiêu hãnh cho họ.
Dạ. Anh nói thật lòng là như thế. Dạ. Bây giờ thì cô ấy đã quyết định đóng cái hành lý này lại rồi. Vậy thì bây giờ anh sẽ hỏi trước nha. Anh không bao giờ làm trò lãng mạn. Cái hành lý này là của ai? Ai? Đứng lên đi. Là em nghi rồi. Nhân trí. Anh này anh dùng từ lạ lắm. Anh muốn hỏi ngay luôn, chiếc hành lý đã bị đóng lại là của ai? Đó là cô Đạt. Anh mời Đạt đến đây với anh. Em hãy nói về bí mật này của mình đi nào. Em có thể mở vali lên đúng không? Anh bị thu hút bởi người phụ nữ giỏi việc nhà. Bị thu hút bởi cái người làm việc nhà như này thôi. Chứ không phải là người ta muốn là người vợ của mình. Là người mà suốt ngày chỉ biết làm việc nhà. Người phụ nữ trong tương lai của em thì em không cần quá khắt khe vấn đề đó. Tại vì là những việc gì trong gia đình em đều làm được. Em chỉ cần một người phụ nữ là cùng san sẻ với cả mình công việc đó. Vậy là quá tuyệt vời rồi em ơi. Thì làm sao phải cần giỏi như chị nhỉ? Mối tình thứ hai của em là người ta rất là giỏi việc đấy. Và em bị cuốn hút bởi cái những cái việc cô ta làm. Trang trí, bày biện đồ ăn rất là như đẹp. Bạn ấy nói đó, cái điều là bạn ấy muốn là người phụ nữ cũng phải biết, chỉ là bị thu hút thôi, chứ không có hẳn là yêu cầu người phụ nữ của mình là phải giỏi việc nhà và làm tất cả mọi việc. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Anh sẽ gửi cho em một phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc của Z, và một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng. Và việc này có nghĩa là em sẽ được tập trong vòng 6 tháng miễn phí 24/7 và được tham gia vào tất cả các lớp học tại 300 phòng tập của Z trên toàn thế giới. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Rồi, chào tạm biệt em. Bây giờ thì mình sẽ xem coi những anh chàng còn lại sẽ giải thích như thế nào về bí mật của mình nha. Anh không thích cuộc sống bon chen. Như vậy cái này là của Long đúng không em? Em hãy nói về điều này đi nào. Thật ra thì trước đây thì em khá là muốn chứng tỏ bản thân mình. Tức là lúc đó em chỉ suy nghĩ là thước đo cùng mức độ kiếm tiền người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh ấy yêu. Nhưng sau đấy thì em nhìn lại toàn bộ cái quá trình em trải qua và em cảm thấy là nó cuộc sống ấy nó không đem lại hạnh phúc cho em. Và em muốn một cuộc sống em thật sự thoải mái và em hạnh phúc. Và với em, cảm thấy đây mới là cuộc sống mà em mong muốn. Thì như em nói lúc đầu ấy, là em cũng đây chính là cái mà em đang thực hiện và em đang có cái điều đấy. Đấy là bên cạnh cái cuộc sống hàng ngày bon chen thì em sẽ dành những cái khoảng thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Điều quan trọng của mình là làm sao để biết sắp xếp, để dung hòa được những cái điều đấy để cho cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời hơn. Như câu chuyện của Long chia sẻ, không thích cuộc sống bon chen, nhưng không có nghĩa là không làm việc, không có nghĩa là không phấn đấu. Quan trọng là biết đủ và biết dừng ở đâu. Tiếp theo, xin mời Trí. Anh không bao giờ làm trò lãng mạn. Tại sao lại gọi lãng mạn là làm trò? Là tại vì đúng với ý nghĩa là làm trò, là làm những cái điều mà sến sẩm à, ví dụ như là đi ra biển đốt nến rồi cùng nhau rồi thôi hoa rồi. Trời ơi ghê lắm đó. Thật sự không phải là Trí không làm được những điều đó, nhưng mà thứ nhất là Trí cảm nhận là mình làm điều đó nó không có giỏi bằng những chàng trai khác. Những chàng trai khác thả thính rất là hay. Thật ra Trí biết là phụ nữ yêu bằng lỗ tai, đàn ông thì yêu bằng cái bụng đấy. Mình cũng cố gắng lắm, nhưng mà thật sự trời sinh rồi, mỗi người một tánh rồi. Cảm ơn em nha, mời em ngồi xuống. Và có những điều thú vị mà chúng ta đã khám phá từ những chiếc hành lý của các chàng trai. Nhưng mà đây chưa phải là hành lý cuối cùng. Những bí mật lớn nhất sẽ đến với chúng ta vào phần cuối của chương trình quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần gọi là bí mật bất ngờ của các chàng trai này. Những bí mật này là vui thôi, không có gì phải quá căng thẳng cả. Ở đây chuyến bay của chúng tôi có dọn sẵn ra một phần ăn. Cái gì mà nhìn tua tủa vậy trời? Ôi, đặc sản nha. Đuông dừa đúng không? Trời ơi, đặc sản đó. Trời ơi, đuông dừa nước mắm ớt. Không, cái món này của ai? Anh mời Long. Em tưởng lúc chị già gọi là Chí. Nay tôi ăn chay không nổi. Bữa nay ăn chay không nổi. Em biết món này không em?
Thật ra là em có nghe qua nhưng em chưa bao giờ ăn cả. Nhưng chỉ cần cô ấy thích thì em sẵn sàng làm cho điều cô ấy thích thôi. Em nghĩ là nếu đã là thử thách thì mình nên thử anh nhỉ. Ok, thế thì em xin được nhận thử thách này ạ. Đặc sản đấy. Cố lên Long ơi, thể hiện sự mạnh mẽ đi Long. Trai Hà Nội đó Long. Không, anh là phải ăn luôn một lúc, đừng có mình đừng có nhấp nhấp cái phần hại nữa. Nó cũng không phải nỗi kia lắm em ạ. À không, nó bắt đầu ghê rồi. À không, nó bắt đầu ghê rồi. Nó sẽ là đặc sản với những ai thích và những ai quen thuộc với cái hương vị này. Còn với những ai lần đầu tiên dùng nó thì đúng là cảm giác hơi sợ thật. Nhưng mà em đã dũng cảm vượt qua cái điều này. Và cái bí mật bất ngờ của bạn ấy là gì? Mình xem cái đã nha. Anh sợ ăn đuông dừa. Thật ra là em luôn sợ những con gì hơi ngọ nguậy. Tại vì là hồi ngày nhỏ em bị một con đỉa nó bám vào chân. Nên là từ đấy em hơi bị cảm giác những cái gì nó cứ ngoan ở chân mình hay là tay chân mình. Thôi, nghĩa là vì tình yêu bạn có thể trải qua được cái nỗi sợ hãi của mình rồi. Rồi, cảm ơn Lâm, mời Lâm về chỗ nha. Bây giờ thì mời em lên đây. Em sợ nhất điều gì? Em sợ nhất về động vật đó là những cái con mà thân trơn mà không có chân á. Thấy những cái con đó là coi như là em không có còn máu me gì luôn. Còn với con người em có sợ không? Con người này là em sợ là từ khi em bước chân vào cái giới showbiz. Em chưa bao giờ được làm việc với con người này cả. Nhưng mà em xem những chương trình, những cái lời nói, từ những cách làm việc á, làm cho em một cái gì đó em sợ. Vậy thì bây giờ anh sẽ cho tất cả mọi người biết cái con ngừ mà em sợ nhất từ khi em đặt chân vô showbiz tới nay. Đúng như những gì em nói nha. Xin mời. Anh tiếp diễn với đạo diễn Lê Hoàng. Trời ơi, em thấy ảnh rất là đáng yêu mà. Đúng rồi, còn đẹp trai nữa. Đúng vậy à. Thật ra mà nói thì em có một cái hay á, là từ đầu đến giờ thì thật ra em MC mà không phải như MC. Em chỉ nói những điều của em thôi. Và em không sợ em nói hố, không sợ em nói sai, không sợ em nói quê. Thì thật ra đấy cũng là một phẩm chất của người MC. Trong cuộc sống em, anh nghĩ là em sẽ thành công ở một cái chỗ là em có sự chân thật. Mà chân thật trong cái nghề này quan trọng lắm em. Thật ra anh, người ta biết đến anh là vì bởi vì anh chân thật thôi, chứ cũng chẳng phải anh hay ho gì cả. Nghĩa là anh không sợ nói những cái điều mà người ta ghét, mà cũng chẳng phải đấy là anh liều mạng, mà cũng chẳng phải là anh cố tình, mà anh nghĩ như thế thật và anh nói như thế thật. Nó là chỉ vậy thôi. Dạ. Qua những lời chia sẻ vừa rồi của anh Lê Hoàng thì thứ nhất em cảm ơn một đạo diễn có tiếng tăm như anh mà có những lời ưu ái cho em, thì em biết là con đường sắp tới em cũng ngon lắm rồi đó. Ngon lắm rồi đó. Nhưng trời qua đó ơi. Đó quý vị cũng thấy không ạ? Cái gì đó đó. Cái gì anh Hoàng cũng bắt bài được hết đó. Đó em sợ là em sợ cái đó. Bây giờ có diễn ảnh cũng phát hiện được. Em cứ như thế này là đáng yêu. Em ngán là ngán chỗ đó đó. Ý anh Hoàng nói là em có một cái điểm đáng yêu, đó là cái sự chân thật của em. Ngay cả cái việc mà em nói về anh ấy nó cũng rất là thật. Em cũng không có cần phải kiểm soát ngôn từ cho nó hoa mỹ. Em nghĩ Sam nói ra như thế. Và đó là cái điểm mạnh của em và cái điểm khác biệt của em nha. Qua bắt tay anh ấy, cảm ơn anh ấy nè. Cảm ơn anh. Anh, mốt có phim gì nhớ khú em nha. Mốt có phim gì nhớ khú em nha. Không, nhưng mà cái sự chân thật của bạn á, nó vô tình nó tạo nên cái sự duyên dáng của riêng bạn. Đúng rồi, thực sự. Mà bây giờ chị sẽ hình dung được câu chuyện. Nếu mà em ở nhà mà em làm việc nhà giùm cho bạn gái mà em chửi á, là chị sẽ ngồi chị cười hoài luôn. Cười nha. Tại vì em chửi là chị mắc cười. Đúng. Không phải là giận nữa rồi, không có giận. Mọi người nghe nè, tức là bây giờ vẫn dạ. Muốn yêu cầu người ta chửi đấy. Đúng. Hả? Không, thật ra em mới khoan, đừng dại dột, đừng dại dột. Không, em không có làm cái điều đó đâu. Tại vì bởi vì mình vẫn còn một vòng nữa, mình vẫn còn một vòng nữa, vẫn còn cơ hội, em hiểu không? Dạ. Thưa quý vị khán giả, phần cuối cùng của chúng ta khi chúng ta khám phá những bí mật ở trong những cái hành lý lớn nhất của hai chàng trai còn lại. Điều bí mật đó sẽ là gì? Chúng tôi sẽ tiết lộ sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị, băng truyền đã mang ra cho chúng ta hai kiện hành lý cuối cùng. Đây là hai hành lý lớn nhất chứa đựng bí mật lớn nhất của hai chàng trai. Mời hai bạn lên đây nhận hành lý của mình về. Khoan đã nha, bình tĩnh. Trong đây là bí mật cuối cùng của các bạn ấy. Em muốn xem bí mật của ai trước nào? Em của Long hay Trí? Muốn xem bí mật của anh Long trước.
Mẹ là tài sản quý giá nhất. Cái này đâu có gì bí mật. Cái này là một cái đạo đức tốt mà. Với tất cả mọi người chúng ta, bố mẹ đều là những tài sản quý giá nhất cả, dù chúng ta có trải qua mất mát hay chưa. Những cái này cũng có thể hơi ám chỉ một chút là sau này nếu mà về làm dâu á thì phải chịu mẹ chồng một chút. Cái này có thể có ý đấy chăng. Mẹ thì chúng ta sẽ nghe Long nói nha. Thật ra là câu mẹ là tài sản quý giá nhất của em nó đại diện cho một lời hứa của em. Khi mà cái đêm bố em bác sĩ bảo không còn khả năng cứu chữa đó, thì lúc đêm đó em sẽ ngồi cạnh và lúc em nắm tay bố cả đêm. Và em biết là lúc ấy bác sĩ bảo bố em mất ý thức rồi, nhưng em biết bố em vẫn nghe thấy được. Và em biết điều mà bố em trăn trở nhất đấy là mẹ em. Thì khi mà em đã nói là bố yên tâm, con sẽ lo cho mẹ, con sẽ không để ai bắt lạt với mẹ, và mọi thứ về sau này em sẽ cho mẹ một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Thì lúc đó sau khi em nói xong thì em thấy mắt bố em có chảy ra một giọt nước mắt. Thì em biết là bố em nghe thấy. Từ đó đến nay em đấy luôn luôn một lời hứa. Và thật ra cái câu chuyện này thì em chưa kể với ai cả. Và hôm nay em để cái từ khóa này bởi vì em cảm thấy là em đã có thể làm được điều đó. Và em muốn tiếp tục làm điều đó với một người con gái em yêu. Hãy cùng cho em chăm sóc cho mẹ em. Những người đàn ông mà nói những câu nói như này là những cái người mà rất là tình cảm. Và em rất là trân trọng những người đàn ông như vậy. Vì thực ra là ở trong gia đình em cũng vậy, là mấy anh chị em đều rất là yêu thương bố mẹ. Và đối với em cũng vậy, mẹ em là, trong lòng em thì mẹ em là người phụ nữ mà tuyệt vời nhất. Hàng ngày ấy, em có một cái quyển sổ rất là bé mà em mở cái điều ước của mình ra. Thì có một điều ước em có ghi đầu tiên, đấy là mơ ước về một gia đình hạnh phúc. Và ở đấy thì mình có thể hòa hợp với bố mẹ chồng và có thể phụng dưỡng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng chính là bố mẹ mình, và mình cũng muốn là bố mẹ chồng coi mình như con ruột. Thì đấy là cái gia đình mà em luôn luôn rất là ao ước. Đó là một cái gia đình lý tưởng á. Đúng là một khi mà mẹ chồng với con dâu hòa hợp với nhau. Em thấy là hai bạn này giống như kiểu mà dành cho nhau rồi. Bạn kia đang chờ cô dâu để đem về cho mẹ. Ở đây có cô dâu đang mặc váy sẵn rồi. Xin lỗi chị Lan. Trí còn ở đây mà, Trí đã về đâu? Trí có sẵn lòng làm MC cho đám cưới cho cặp đôi này. Em à, nghiệt ngã quá già. Nghiệt ngã lắm nha em. Cuốn họng mình ổn không Trí? Cuốn họng ổn không? Em đang để dành hơi để em giải thích cái này của em. Dạ. Nào mở đi. Chắc đây sẽ là một cái bí mật rất là nhiều điều để mà chúng ta phải trao đổi với nhau. Mời em mở ra nha. Anh mở nha. Trời ơi, ông làm gì ông đẹp trai. Anh mở nha. Anh mở. Dễ thương. Quá trời quá đất. Hết hồn nè. Cái gì đây? Này bác. Trời. Anh luôn có bí mật của riêng mình. Cái này cũng chả có gì xấu. Nhưng mà thực ra là đối với con gái ấy, thì bọn em luôn có cái tính rất là tò mò. Và khi mà ở cạnh người đàn ông nào mà luôn luôn giữ bí mật của riêng mình thì sẽ làm cho mình hơi bức bối một tí. Và mình cảm thấy khó chịu, đúng. Mình cảm thấy không được tin tưởng, đúng. Và thậm chí mình ghen với điều đó, không biết bí mật đó là cái gì mà anh là phải che giấu. Nhưng mà nếu như là em có bí mật của riêng em có sẵn sàng chia sẻ với người bạn bên cạnh mình hay không? Em có chứ. Sẵn sàng. Tất cả mọi cái. Sẵn sàng. Không che giấu gì cả. Không che giấu. Vậy thì bây giờ anh cần Trí bài giải thích. Bởi vì anh rất là tôn trọng sự riêng tư ở đây. Dĩ nhiên những cái nào thuộc về hai đứa thì hai đứa phải biết và phải chia sẻ với nhau buồn vui trong cuộc sống. Nhưng đâu đó vẫn phải giữ lại cái bí mật để mình hấp dẫn đối phương đến cuối cuộc đời này. Cho nên khi mà nếu mà sau này bà xã tương lai của anh dẫn cho bà xã anh có một cái bí mật riêng để anh đi chinh phục cái bí mật đó. Phương châm sống của anh là như vậy, là hãy tôn trọng cái riêng tư của mọi người và mọi người hãy giữ một cái bí mật riêng cho mình. Nhưng mà ở đây là anh luôn có, tức là anh có nhiều đúng không? Bên trong là anh là cả một cái kho tàng đấy em. Đấy, trời em về em tha hồ, mà em tìm hiểu nha. Anh có rất là nhiều bí mật, nhưng một trong những bí mật... Nhưng mà anh bảo là giữ mà, sao lại em tìm hiểu? Thì em phải đi tìm hiểu những bí mật đó. Tức là em phải tự tìm hiểu, đấy. Tự khám phá. Nhưng mà chị nói một câu rất hay, cho xin một ít riêng tư. Cái riêng tư là cái quan trọng lắm. Và cái riêng tư đó thì có thể là cả đời mình sẽ không biết là cái gì cả. Nhưng mà người ta cần có cái điều đó. Và bây giờ là thời gian dành cho em. Em sẽ lên trên đó nha. Em sẽ quan sát lại hai bí mật này của hai chàng trai. Suy nghĩ thật kỹ. Em hãy cho anh biết cảm nhận của em. Sau đó em sẽ đóng một cái hành lý lại. Đó là cái hành lý mà em cảm giác rằng em không chấp nhận. Và người đàn ông đó sẽ phải chia tay với chương trình. Mời em. Wow. Liệu Trí có thoát ế hay không? Anh cũng muốn chia sẻ thêm, dứt giáp thêm, đó chính là... Ủa? Ta chưa quyết định dứt mà xin không, thêm. Không, vẫn chia sẻ thêm là
À, ngày hôm nay là hai bạn nam vào vòng cuối cùng này là có cái hoàn cảnh gia đình như nhau đấy ạ. À, Trí cũng đã một cô cha từ khi mà mới có bắt đầu chuyển qua cấp 3 mà thôi. Và hiện tại là ở với mẹ, và dĩ nhiên là mẹ là cả thế giới của Trí. Và cái chuyện mà kính trọng mẹ, yêu mến mẹ là cái chuyện đó là cái chuyện hiếu đạo rất bình thường của một người con rồi. Và mẹ của em thì rất là tây và rất là thoải mái cái việc dâu. Cho nên là cái này là Trí tiết lộ riêng về cái gia đình Trí nha. Trí đã nói về hoàn cảnh của mình, mặc dù cái điều này nó nãy giờ chị bạn ấy chưa có cơ hội nói. Vậy thì anh muốn hỏi thêm Long. Dạ. Bí mật. Long có bí mật nào muốn giấu hay không? Em cũng có một kho tàng bí mật. Cũng có một kho tàng bí mật như Trí. Cũng rất nhiều kho tàng bí mật như Trí. Vậy thì em có cái quan điểm giống Trí không? Tức là em cũng sẽ giữ lại cho mình những bí mật đó, không phải cái nào mình cũng san sẻ hết. Thật ra thì em không bao giờ có bí mật với cả người phụ nữ của mình cả. Khi mà người phụ nữ của mình biết mình có bí mật thì nó sẽ không hay bằng cái việc em sẽ chủ động nói về cái bí mật đấy. Cảm ơn em. Như vậy là chúng ta đã thấy ở hai chàng trai này về gia cảnh có nhiều điểm giống nhau, quan điểm về gia đình giống nhau, về bí mật ai cũng có cả một kho. Chỉ có điều anh chàng này sẽ giữ lại cho mình một vài bí mật nào đó để tạo sự hấp dẫn cho đối phương. Còn với Long thì Long cho rằng không có gì cần phải giấu với người phụ nữ của mình cả. Bây giờ quyền quyết định thuộc về em nha. Như em nói lúc đầu là đối với một người đàn ông mà cứ giữ bí mật cho riêng mình ấy, sẽ làm cho người phụ nữ ở bên cạnh rất là mệt mỏi khi cứ phải chạy theo để bóc những cái bí mật đấy ra. Chết rồi, họ liếc qua đây rồi, chị liếc qua rồi. Hay là em ngại gì khoảng cách địa lý nó xa quá hả? Không sao, anh đang sống độc lập mà, anh là tự quyết định cuộc đời của mình, anh có thể dời đô được mà. Dời đô? Nhưng nhà em gần hơn anh ạ. Nhà em lại gần hơn. Em không muốn ai đấy giữ bí mật khi mà ở bên cạnh em, nên là em xin phép, mặc dù rất là yêu quý anh nhưng mà em xin phép đóng vali ở đây. Như vậy là cô ấy đã quyết định đóng cái vali của bạn Trí lại. Rất là tiếc, mặc dù có thêm gia cảnh vào nhưng mà vẫn xách vali đi về. Ủa sao em ăn ở sao mà em không được vợ mà ai cũng cười thiệt ta. Em ơi, em không được vợ trong chương trình này, nhưng mà anh biết rằng sẽ có rất là nhiều cô gái sẽ yêu quý em ngoài kia sau khi xem chương trình này. Anh sẽ gửi cho em một phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc của Z, và một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng. Và việc này có nghĩa là em sẽ được tập trong vòng 6 tháng miễn phí 24/7 và được tham gia vào tất cả các lớp học tại 300 phòng tập của Z trên toàn thế giới. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt. Tôi phải làm mặt mồm của con chó. Trời ơi, liếc em kìa. Trời ơi, liếc thiệt kìa. Trời ơi. Dạ, thưa tất cả quý vị, đó là những khoảnh khắc rất là đáng yêu mà những hành khách nam đã mang đến cho chúng tôi. Mặc dù bạn ấy chia tay nhưng mà để lại cho chúng ta những cái dư âm rất là đẹp về một chàng trai vui tính, dễ thương. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị để đến với bí mật cuối cùng của nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Đây là hành lý của em. Bây giờ thì mình sẽ khám phá bên trong này có cái gì nha. Anh mời Long xuống đây với anh nào. Bây giờ thì anh sẽ đưa ra hai cái dữ kiện cho em lựa chọn. Dạ. Mà trong đó có một cái thật sự là bí mật của cô ấy, còn một cái là do bên chương trình đưa vào thế thôi. Dạ. Qua những gì mà nãy giờ mình nghe, mình chia sẻ với nhau thì mình cũng đoán được phần nào tính cách con người của cô ấy, đúng không? Vậy thì đoán xem trong hai bí mật này cái nào mới thật sự là của cô ấy nha. Xin mời. Em không chấp nhận anh chơi với bạn của em. Cái thứ hai, em đã yêu bạn trai của bạn thân. Khó. Cả hai cái này đều khó để đoán. Em thì nghĩ là phương án em không chấp nhận anh chơi bạn của em là phương án của cô ấy chọn. Vì sao em nghĩ vậy? Vì qua từ đầu chương trình thì em nói chuyện thì em cảm thấy đây là một cô gái rất giống tính của em. Tức là một con người luôn luôn coi trọng tình cảm và gia đình. Mà nếu là một người coi trọng tình cảm thì sẽ không bao giờ yêu bạn trai của bản thân cả. Ồ. Em tin là cô ấy không phải là người như vậy.
Em tự tin về những gì em cảm nhận được. Quá tuyệt vời. Bạn ấy đưa ra cái lý lẽ rất là hợp lý luôn á. Em quay lại nha. Bây giờ thì anh mời em mở hành lý của mình ra. Chính xác, em không chấp nhận anh chơi với bạn của em. Wow. Anh thích thông minh. Vì sao em giải thích đi? Thực ra là cái này nó xuất phát từ một cái câu chuyện trong quá khứ của em. Đó là em đã trải qua một cái mối tình mà trong đấy người bạn trai của em, bạn trai cũ của em tán tỉnh qua lại với nhau với bạn thân của em. Thế nên là sau đấy trở đi thì em luôn luôn là rất là đề phòng cho cái việc đấy. Và như thế có nghĩa là sau này tất cả những cái cuộc vui, hội họp, bạn bè của em sẽ không bao giờ có mặt anh ấy? Không, em nghĩ là đến một cái thời điểm nào đấy khi mà mình đủ tin nhau ấy thì tất cả những cái vấn đề đấy thì nó không còn là vấn đề nữa. Anh đồng ý với quan điểm của em. Bởi vì với anh thì trong chuyện tình cảm luôn luôn trải qua 4 bước, đấy là hợp, yêu, hiểu, cần. Nên là anh nghĩ là nếu chúng ta hiểu nhau và chúng ta hiểu được nhau, hiểu được con người với nhau thì sẽ đến đoạn cần nhau. Và đấy là lúc anh muốn nói lời cầu hôn với em. Làm như trời xanh một cặp vậy đó quý vị. Từ đầu luôn tôi đã thấy rằng hai cái con người này đã có rất là nhiều điểm chung. Và giống như là họ đến đây để tìm nhau. Và ngay cả cái bí mật cuối cùng cũng như thế, rất là nhanh. Thường thì các chàng trai đoạn là sao còn cái vụ tặng hoa nữa mà. Ê, em mở chuyện mở từ lấy. Ủa là sao vậy? Mình có thể nắm tay rồi tặng hoa sau mà. À đó, bạn em nói rằng có thể nắm tay rồi tặng hoa sau mà, đúng không? Đúng rồi. Nhưng nói thường là các chàng trai ở cái vòng này đôi khi sẽ nhờ sự tư vấn để coi nên chọn đáp án nào. Còn bạn này rất là nhanh chóng chọn ngay cái đáp án này, và đáp án này là đáp án đúng luôn với cô ấy. Long ạ, dạ. Ở đây có hai bó hoa nha. Bó hoa hồng đỏ này sẽ dành tặng cho cô ấy nếu như em muốn tạo cho nhau một cơ hội, dạ, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu như muốn dừng lại ở mức độ tình bạn, hãy dành cho cô ấy đóa hoa hồng trắng. Mời em. Còn cái gì nữa đâu mà kịch tính. Anh có thể tặng em. Wow. Anh tin là với bó hoa này nó sẽ là một khởi đầu. Và sau này anh có thể chăm sóc cho em. Và chắc chắn anh sẽ không làm em hối hận vì mối quan hệ khi đã quen em. Trời ơi. Thực sự là em cảm thấy rất là may mắn. Cảm ơn anh. Ôm luôn rồi. Chị Lan ơi, người ta ôm luôn rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nha. À, đặc biệt là với hai bạn ngày hôm nay, các bạn đến đây các bạn dễ thương lắm. Và các bạn có thể làm cho những người đang theo dõi chương trình Hành Lý Tình Yêu có thể tin vào cái gọi là định mệnh. Chúng ta tin rằng duyên số là đúng thật. Và các bạn ấy đã nắm tay nhau luôn rồi các bạn ạ. À, dễ thương họ quá. Thật sự cảm thấy rằng là đã tìm thấy được một nửa của nhau đến giờ phút này. Và anh mong rằng cái hạnh phúc này của các em nó sẽ kéo dài hơn nữa nha, trong cái quá trình sắp tới khi các em tìm hiểu nhau. Còn bây giờ anh sẽ gửi đến một phần quà dành cho hai em nha. Và đây là một voucher thì giá 6.900.000 đồng đến từ hệ thống của Z, phòng tập tiêu chuẩn của Úc. Và các em sẽ được tham gia vào tất cả 300 lớp học trên tất cả hệ thống trên toàn thế giới với 12 tháng tập 24/7, ngày nào cũng được hết nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và đây là phần quà dành cho các em. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau. Các bạn sẽ cùng nắm tay nhau bước ra cửa ở ga đi. Và hy vọng rằng ga đi này sẽ đưa các bạn đến với hạnh phúc. Tạm biệt các bạn. Vâng, qua đây. Em sợ quá, có khi nào anh Tiến vẫn còn đứng đó. Lan, có giờ mở cửa ra ông Tiến vẫn còn đứng đó. Tạm biệt các em. Hạnh phúc nha. Dễ thương quá quý vị ơi. Anh chàng này mạnh mẽ,
nhưng mà cũng vô cùng ngọt ngào và ấm áp, họ đã tìm thấy nhau. Vậy thì tất cả những chàng trai và cô gái vẫn còn đang độc thân, vẫn còn đang đi tìm một nửa hạnh phúc của mình ở ngoài kia ơi, chần chờ gì nữa mà không đến với chuyến bay của chúng tôi, đến với chuyến bay mang tên Hành Lý Tình Yêu, sẽ cất cánh vào mỗi tối thứ hai lúc 20:30 trên kênh truyền hình VTV3. Chuyến bay Hành Lý Tình Yêu do kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty TV Hub thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.